Tập 24. Triển Nhan, người rất thông minh, biết mượn sức mạnh cự khuyết. Nhưng mà Triển Nhan à, người đang đối mặt với tư pháp tinh quân của Bồng Lai đấy, cứ có thể gắng gượng được bao lâu chứ? Đại ca, Đoan Mộc, mũi tránh ra. Chuyện của ta, ta sẽ tự giải quyết. Giải quyết thế nào đây? Giống như năm đó lúc Cốc Xương chết, lại bất chấp mọi thứ, bỏ cả tính mạng của mình nữa sao? Chẳng lẽ huynh lại muốn giống như năm đó phong ấn ký ức của ta thêm một lần nữa, hay là giống lúc ở Dấn Thủy dùng kiếm Chu Thần giết chết ta thêm một lần nữa? Đoan Mộc, muội biết, ý ta vốn là không phải như vậy. Nút thắt trong lòng của ta chỉ có mỗi mình ta có thể giải quyết. Triển Nhan xông vào Bồng Lai, chém dây xích đều là vì ta. Ta không thể để huynh ấy xảy ra chuyện nữa. Đoan Mộc, muội không thể tiếp tục sai nữa. Dù là muôn kiếp không thể hồi sinh, ta cũng không do dự. Đi. Đi đi. Đa tạ đại ca. Triển Nhan, chúng ta đi. Tinh quân thả họ đi như thế hay sao? Đúng là Đoan Mộc có lỗi, nhưng mùi ấy đã phải trả cái giá tương ứng, còn muốn sao nữa? Nhưng mà khóa tình của Đoan Mộc thượng tiên, khóa tình đã đứt rồi. Mùi ấy cũng đã nhớ lại hết mọi thứ. Tiếp tục giam giữ mùi ấy ở đây cũng chẳng giúp ích được gì. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Mùi ấy đã nhớ lại Cốc Xương. Giữa Cốc Xương và Triển Nhan, sớm muộn gì mùi ấy cũng phải đưa ra lựa chọn. Dương Thượng, ngài đã quyết định dùng u độc thật sao? U độc ngàn dặm, xương cốt khắp nơi, nhưng họ đều là những bá tính vô tội. Trời đất bất nhân, ai mà chẳng vô tội? Dù là tội nghiệp đầy người rơi xuống địa ngục, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đi được đến ngày hôm nay, ta đã không còn đường để rút lui. Nếu đã không còn đường để rút lui, vậy ta sẽ đi cùng ngài. Triển Nhan, ta đã không còn là Đoan Mộc mà quân biết nữa. Sao ta lại không nhận ra muội chứ? Muội vẫn luôn là Đoan Mộc Thúy mà ta quen biết. Để ta cõng muội. Không cần, ta có thể tự đi được. Tại sao huynh cứ đi theo ta? Đều về Thành Khải Phong cả, thuận đường mà thôi. Bây giờ ta vẫn chưa muốn về Khải Phong. Vậy muội đi đâu, ta sẽ đi đó. Ta nên làm thế nào đây? Những món nợ tình đã chết vì ta, đáng lý ra ta nên trả nợ. Nhưng mà Triển Nhan, ta nên buông bỏ thế nào đây? Mọi người mau nhìn xem, trên trời là gì vậy? Đây là gì vậy? Mưa rồi, nước mưa này có độc. Mọi người mau chạy đi, nước mưa này có độc, mau chạy đi. Mẹ,
ôn cô thần y, hãy cứu ta với, cứu ta với, để ta giúp ngươi, như vậy ngươi sẽ không còn đau đớn nữa. Ta đã giúp ngươi chấm dứt cơn đau đớn, ngươi sẽ cảm ơn ta hay là hận ta đây? Ca ca tặng huynh cái ô, mẫu thân nói và mưa sẽ bị bệnh đấy. Không cần đâu, ngài là ôn cô thần y của nhà Tranh Đoan Mộc, cầu xin ngài hãy cứu mọi người với. Nhà Tranh Đoan Mộc vật vẫn như cũ mà người đã khác xưa. Bỏ đi, các người đi đi. Mũi tên đã bắn khỏi cung, không thể quay lại được. Nếu Dương Sượng không đỡ ra tay thì hãy để ta làm. Không cần cô phải làm chuyện dư thừa. Ta biết ta đang làm gì. Ta sẽ không nhân từ. Đưa hắn về thành Khải Phong đi. Sai người đến dọn dẹp sạch sẽ nơi này, để tránh người của Bồng Lai biết chuyện, phá hoại kế hoạch của ta. Dương giám, ngài nên xem trọng đại cục hơn mới phải. Vì đại cục, ta đã phong tỏa ký ức của Đoan Mộc, giam giữ quá khứ của mụi ấy trong quy hư. Thậm chí ta còn dùng kiếm tru thần, suýt nữa là giết chết mụi ấy. Nhưng bây giờ thì sao? Những gì nên xảy ra đều đã xảy ra rồi, ai cũng không ngăn cản được. Dương giám, ngài và ta đều biết rõ, năm đó thần nữ từng có lời tiên tri, một khi trầm quyên được mở ra, đại nạn sẽ ập đến mất. Không phải bọn ta muốn chống đối với Đoan Mộc Thúy, chuyện này không thể xem thường được. Ngài mau áp giải Đoan Mộc Thúy về Bồng Lai đi. Lúc đó chính là mấy người các ông sợ việc lười biếng, lừa Đoan Mộc xuống phàm giới. Bây giờ thì hay rồi, còn muốn ta đưa mụi ấy về, dựa vào đâu? Tình quân, bây giờ không phải lúc làm việc theo cảm tính. Sự tồn vong của ba giới, sự tồn vong của ba giới cũng không phải trách nhiệm của mỗi mình Đoan Mộc Thúy. Ta nói lại lần nữa, Đoan Mộc không nên chịu trách nhiệm của ba giới. Dương giám, làm thế nào thì ngài mới chịu đưa Đoan Mộc Thúy trở về? Có điều kiện gì thì ngài cứ nói. Muốn ta thu dọn mớ rối ren này cũng được. Chúng ta phải đặt ra ba điều kiện. Ngài cứ nói, Hạ Thượng Tinh Quân sẽ đồng ý hết. Ông Thứ nhất, không được can thiệp vào quyết định sau này của Đoan Mộc. Thứ hai, không được tính sổ với Triển Nhan và Đoan Mộc sau mọi chuyện. Thứ ba, nghĩ ra rồi nói sao? Nếu quả ấy gây bất lợi cho Bồng Lai thì chúng ta phải làm sao đây? Các ông cũng có thể không đồng ý với điều kiện của ta mà. Ngài, chuyện này đồng ý, bọn ta đồng ý. Đồng ý. Triển Nhan, huynh đừng đi theo ta nữa được không? Ta muốn được yên tĩnh. Trước giờ muội không phân biệt được phương hướng, ta sợ muội sẽ lạc đường. Phía trước có bất thường, đó là thôn Tuyên Bình. Đi phía sau ta. Thôn làng này sao lại yên tĩnh như vậy? Đúng là hơi kỳ lạ đó. Có phải U tộc quấy phá hay không? Không có hơi thở của U tộc. Mùi sao rồi? Không sao, vừa khôi phục lại thần hồn, không thích ứng lắm thôi.
cũng không còn sớm nữa, hay là ngủ lại ở đây một đêm. Sự việc kỳ lạ nên kiểm tra kỹ càng. Đây này kỳ lạ, trước khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, tốt nhất là chúng ta nên ở bên cạnh nhau. Vậy thì ta ngủ dưới đất, buồn ngủ trên giường. Ta ngủ dưới đất cho. Đừng. Đừng. Quay về. Đừng đi. Đừng đi. Đừng đi. Đừng đi. Đoan Mộc. Đừng mà. Đừng đi. Đoan Mộc à. Đừng đi. Không sao đâu. Không sao đâu Đoan Mộc. Đừng. Đừng đi. Mau quay về đây. Không sao nữa đâu Đoan Mộc, không sao nữa đâu Cốc Xương, đừng đi. Mau quay về đây. Cốc Xương, đúng là muội. Cốc Xương vẫn không từ bỏ được hắn ư? Đừng, đừng mà, đừng đi. Không sao đâu Đoan Mộc, đừng sợ, có ta ở đây rồi. Không sao nữa rồi. Sao Quỳnh lại ở đây? Đêm qua mùi gặp ác mộng, cứ nắm lấy tay ta không chịu buông. Thế thì Quỳnh nên đánh thức ta mới đúng. Triển Nhan, chúng ta nói chuyện đi. Mùi đói rồi đúng không? Bên cạnh có một nhà bếp nhỏ, ta đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Chắc chắn là Triển Nhan đã biết gì đó rồi. Có lẽ ta không nên giấu Quỳnh ấy chuyện của Cốc Xương. Triển Nhan, ta có chuyện muốn nói với huynh. Mời ăn thử xem, xem độ mặn có vừa hay không. Ta vừa phát hiện ra có nấm tươi trong phòng bếp. Nấm ở Tuyên Bình nổi tiếng lắm đó. Triển Nhan, sau khi tỉnh lại, ta nhớ ra. Mùi biết không, vừa rồi trong lúc nấu cơm, ta cũng nhớ ra một số chuyện. Lúc ta mới học nấu ăn, suýt nữa thì làm cháy cả phủ Khải Phong. Mùi phải bảo vệ bí mật này cho ta đó. Triển Nhan, quãng thời gian ở thành Khải Phong đó là quãng thời gian mà ta vui vẻ nhất. Đa tạ Quynh đã cho ta một hồi ức đẹp như vậy.
Canh nấm đã được rồi, ta múc ra cho muội ăn nha. Nếu không canh. Triển Nhan, huynh nghe ta nói hết đã. Trước kia ta là thủ lĩnh của bộ lạc Đoan Mộc. Từ nhỏ ta đã có hôn ước với Cốc Xương. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Cốc Xương chính là vị hôn phu của ta. Lúc đó bọn ta cùng chống lại chính quyền tàn bạo của U Dương, gia nhập vào quân doanh nhân tộc, cùng chống lại U tộc. Bọn ta cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Đoan Mộc, huynh nghe ta nói xong trước đã. Bộ lạc Đoan Mộc bọn ta vẫn luôn là tiên phong khi ra trận. Sau cùng tất cả nam tử đều chết trên chiến trường, chỉ còn lại một đội quân nữ tử. Lúc đó cha nuôi bảo ta và Cốc Xương mau chóng thành thân với nhau, để doanh trại Đoan Mộc ta gia nhập vào doanh trại Cốc Xương. Nhưng ta đã từ chối. Ta không muốn trở thành người lệ thuộc vào người khác, càng không muốn để cho doanh trại Đoan Mộc phải mang tên của người khác. Vậy nên ta cố ý làm khó Cốc Xương, nói là huynh nhất định phải bày tỏ tấm lòng của huynh với ta, nếu không ta sẽ không gả cho huynh. Huynh ấy nói sẽ lấy việc công phá thành Sùng làm sính lễ để cưới ta về. Nhưng Đoan Mộc, Đoan Mộc, nếu muội sẽ đau lòng thì đừng nói nữa. Không, Triển Nhan, huynh nghe ta nói hết đi. Trong trận chiến thành Sùng, không một ai trong số họ quay về hết, đều là tại ta hết. Nếu không phải vì lời hứa lấy cả thành này làm sính lễ, thì họ cũng sẽ không tấn công thành Sùng vào lúc đó. Đều là tại ta hết. Đoan Mộc, việc thắng tôi trên sa trường không phải là lỗi của một mình muội. Muội đừng tự trách như vậy nữa được không? Đều là tại ta hết. Đều là tại ta hết. Đoan Mộc, ta sẽ ở bên muội. Cho dù muội muốn làm gì thì ta đều ở bên muội. Hứa với ta, nhất định phải để ta ở bên muội được không? Triển Nhan, ta nên làm sao đây? Nhiều huynh đệ tỉ muội như vậy, chỉ cần ta nhắm mắt thì sẽ thấy toàn là máu tươi. Ta không quên được họ. Ta không quên được. Triển Nhan, Triển Nhan, huynh sao vậy? Triển Nhan, Triển Nhan, Triển Nhan. Đoan Mộc, đại ca, tại sao Triển Nhan lại ngất đi vậy? Tạm thời hắn không sao cả. Đoan Mộc, ta có chuyện muốn nói với muội đây. Cố khí, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Có biết đây là đâu không? Tuyên Bình. Từ đây đi 10 dặm về phía đông chính là thành Sùng. Thành Sùng, ngàn năm trước muội dẫn đầu các tướng sĩ ở doanh trại Đoan Mộc dựng trại đóng quân ở đây, cuối cùng tấn công vào thành Sùng. Trong trận chiến thành Sùng có vô số người thương vong, quán khí hình thành nên cố khí do Na Thần trấn áp. Nhưng mấy ngày gần đây, những cố khí này lan ra hết, e là ba giới sắp có nạn. Cố khí được Na Thần trấn áp, sao lại lan ra ở nhân gian chứ?
chắc là có liên quan đến U tộc. U tộc sao? Vua của Cổ Ngục bây giờ là Ôn Cô. Ôn Cô? Chắc là Ôn Cô đã thả những cố khí này ra để gây họa cho nhân gian. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Vì muội đó. Hắn tưởng là muội đã bị ta giết, cam lòng từ bỏ thần cách, kế thừa dương vị của U tộc, dẫn dắt U tộc đối đầu với Bồng Lai và nhân gian. Triển Nha ngất đi là vì bị cố khí ở đây tổn thương, mà những cố khí này đều đến vì muội. Tại sao lại đến vì ta? Trước khi chúng ta thành tiên thì đều làm tướng, khó tránh khỏi việc tàn sát nhuốm máu. Trung Quy cũng đã mất chút nhân nghĩa. Những cố khí này là lòng oán hận khi còn sống của những người chết quan. Không chỉ có muội, người muội yêu cũng sẽ bị bám lấy. Muội là thần tiên thì không sao cả, nhưng mà Triển Nhan thì sao? Người ta yêu sẽ bị bám lấy sao? Đúng. Muội có còn nhớ năm xưa ta phong ấn ký ức của muội lại không? Nhớ. Đại ca, đừng! Muội gọi ta là đại ca thì ta không thể trơ mắt nhìn muội đi làm chuyện ngốc nghếch được. Năm xưa muội bất chấp tất cả để mở Trầm Nguyên ra. Ta vốn cho rằng sau khi muội tìm được ký ức thì không ai ngăn cản được muội, nhưng muội lại cam lòng rời khỏi Bồng Lai cùng Triển Nhan, nên ta đã biết muội chỉ ấy nấy với cốc xương thôi. Mà người muội yêu thực sự là Triển Nhan. Ta bằng lòng dứt bỏ tất cả để bù đắp lại tội nghiệp của mình, nhưng ta không thể phụ Triển Nhan được. Cốc xương, A Di, nếu hai người tiếp tục ở bên nhau thì cơ thể Triển Nhan sẽ bị cố khí xâm nhập vì muội. Ý huynh là ta càng yêu Triển Nhan thì lại càng hại huynh ấy. Có một số duyên phận là nghiệt duyên. Nếu ta rời khỏi Triển Nhan thì huynh ấy sống được bao lâu? Tư Mệnh nói cả đời Triển Nhan đều làm việc thiện tích đức, vốn là số mệnh tốt, sống lâu trăm tuổi. Nhưng mấy ngày gần đây đã thay đổi rồi. Đoan Mộc, muội vẫn chưa hiểu ư? Muội là thượng tiên thì không nên dây dưa với người phàm như vậy. Nếu muội còn u mê không chịu tỉnh ngộ mà tiếp tục dây dưa với hắn thì hắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Triển Nhan đã dùng tới sức mạnh của thần binh Thượng Cổ Cự Khuyết để lên Bồng Lai gặp muội. Muội khống chế Cự Khuyết thì phải trả giá bằng tuổi thọ của mình. Nếu Cự Khuyết gãy thì sẽ là ngày chết của hắn.
Triển Nhan, xin lỗi, ta chưa từng nói cho Quynh biết. Gặp được Quynh cũng là phúc đức của cả đời ta. Nhưng chung quy, phúc đức và duyên phận của chúng ta là không đủ. Bắt đầu từ bây giờ, ta trả lại tự do cho Quynh. Không phải đại phu nói là Nhan Nhi chỉ bị cảm lạnh, không có vấn đề gì lớn à? Sao lại hôn mê mấy ngày liền vậy? Phu nhân không cần lo lắng, ta đoán chắc là Nhan Nhi không sao cả. Chúng ta đi thăm nó xem. Nhan Nhi, cô tỉnh lại rồi hay sao? Nhan Nhi, bên ngoài gió lạnh, đừng chạy ra ngoài nữa. Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Mau về đi. Không phải con vốn đang ở Tuyên Bình hay sao? Sao con lại ở phủ Khải Phong? Tuyên Bình. Ba ngày trước, lúc chúng ta phát hiện ra con, thì con đã hôn mê ở trước cửa phủ Khải Phong rồi. Hôn mê 3 ngày. Đoan Mộc đâu? Đoan Mộc ở đâu rồi? Không phải con đã đến Bồng Lai tìm Đoan Mộc rồi sao? Cô ấy cũng quay về rồi à? Không hay rồi. Không lẽ cô ấy muốn tự mình đi mở trầm quyên ra? Cô có từng trông thấy Đoan Mộc môn chủ hay không? Không thấy Đoan Mộc môn chủ. Có từng trông thấy Đoan Mộc môn chủ không? Không thấy, không thấy. Cô có từng thấy Đoan Mộc không? Không, không. Có từng thấy Đoan Mộc không? Không thấy. Đoan Mộc, Đoan Mộc, muội ở đâu? Đoan Mộc. Có từng trông thấy Đoan Mộc môn chủ không? Đoan Mộc. Lại Đoan Mộc đưa tay về. Chắc chắn cô ấy vẫn còn ở đây. Nếu cô ấy muốn đi mở trầm quyên thật thì hậu quả sẽ rất khó lường. Phải làm sao mới có thể khiến cô ấy ở lại đây? Nếu người trông thấy Đoan Mộc môn chủ thì giúp ta nói với cô ấy là ta chờ cô ấy ở Miếu Nguyệt Lão. Được. Bà chủ, nếu trông thấy Đoan Mộc môn chủ thì giúp ta nói với cô ấy ta chờ cô ấy ở Miếu Nguyệt Lão. Được, ta thấy ta sẽ nói cho. Bà chủ, nếu trông thấy Đoan Mộc môn chủ thì giúp ta nói với cô ấy ta chờ cô ấy ở Miếu Nguyệt Lão. Được. Triển Nhan, tội gì huynh phải làm vậy chứ? Nhan Nhi, con làm sao thế này? Mau đứng dậy đi. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Con xin cha nuôi và mẹ nuôi giết giới hung thú, gửi sính lễ ngay lập tức. Con muốn cưới Đoan Mộc Thúy của Tế Hoa Lưu. Đây là chuyện tốt mà. Mau đứng dậy đi. Đa tạ mẹ nuôi. Khoan đã. Con đã bàn bạc chuyện này với Đoan Mộc cô nương chưa? Chỉ cần cha nuôi và mẹ nuôi đồng ý thì hôm nay con sẽ bày tỏ tấm lòng với Đoan Mộc. Thôi vậy, cả đời này con chưa từng cầu xin ta bao giờ. Phu nhân, mày mực giúp ta. Được. Miếu Nguyệt Lão. Tặng đèn lồng nhân gian cho cô, treo trước cửa nhà tranh, thì từ nay sẽ có một ngọn đèn thuộc về cô, chiếu sáng con đường về nhà cho cô, thắp sáng suốt đêm cho cô. Đa tạ ngươi. Ai cũng sẽ có lúc nghi ngờ bản thân, nhưng mà cô phải tin rằng ở dưới bầu trời này chắc chắn sẽ có một ngọn đèn nhân gian sáng lên vì cô.
Ta biết muội đang ở đây. Đoan Mộc, muội nói là thần tiên không có nhà, thế nên cũng sẽ không có ai khêu đèn trong đêm cho muội. Nếu ta sẵn lòng, ta sẵn lòng cho muội một ngôi nhà, ta sẵn lòng đêm đêm khêu đèn chờ muội. Muội có ở bên cạnh ta hay không? Muội nói là thần tiên không có tơ duyên, thế nên chắc chắn không thể nắm tay nhau đến bạc đầu. Nhưng ta không tin, thế nên hôm nay ta lập lời thề trước miếu Nguyệt Lão. Triển Nhan, ta xin hứa đời này kiếp này sẽ không lấy ai ngoài Đoan Mộc muội ra. Trong quãng đời còn lại cũng sẽ chỉ có một mình Đoan Mộc muội. Muội có bằng lòng không? Nếu muội còn u mê không chịu tỉnh ngộ, tiếp tục dây dưa với hắn, thì hắn sẽ không có kết quả tốt. Đoan Mộc, Đoan Mộc, đúng là muội ở đây. Đây là giấy hôn thú mà ta đã nhờ cha nuôi viết cho chúng ta. Bây giờ chúng ta, ta không bằng lòng. Nếu đã quyết định thì đừng hối hận. Đại ca, bây giờ cố khí thế nào rồi? Xét theo tình hình hiện tại thì e là khá nghiêm trọng. U tộc đã đến thành Khải Phong. Những ngày này nơi mà chúng đến đều có cố khí lan khắp, vô số người thương vong. Ta dám khẳng định mục tiêu tiếp theo của chúng chắc chắn là Khải Phong. Gì cơ? Đi thôi. Lung muội, muội nói xem u tộc này có đáng hận hay không? Trong thành quạnh quẻ đến mức này, chẳng có chút mùi vị cuộc sống gì cả. Nào, hầu gia bảo người dân trốn trong nhà, cũng vì sự an toàn của họ. Em bé, em bé, em bé, em bé, tỉnh lại đi, em bé. Mau đi tìm đại phu đi. Cẩn thận. Tiếp theo, đợi ta gom được sức sống của người dân Khải Phong thì nhất định có thể cứu Đoan Mộc ra. Đây là u độc đó. Đi nói với hầu gia mau. Đi mau. Tiểu tử, tiểu tử, người mau đến y quán Ôn Cô, mời Ôn Cô đại phu đi. Nhưng lúc sự việc còn chưa nghiêm trọng, có lẽ sau này còn có nhiều bệnh nhân hơn. Chỗ ngẫy có thuốc thần tiên đan mà. U độc này nghiêm trọng như vậy sao? Năm Khải Phong thứ ba cũng từng trải qua kiếp nạn u độc, thương vong nghiêm trọng, khổ cực vô cùng. Đi mau đi, đi mau đi, ta sẽ đi ngay. Cứu chữa người bệnh.
Đây là u độc. Nghe nói trúng u độc thì không cứu sống được. Có phải là ta sắp chết rồi không? Ta muốn về nhà. Ngăn họ lại. Ngăn họ lại đi. Họ không thể rời đi được. Không thể để u độc lây lan ra bên ngoài được. Đỡ dậy đi. Cẩn thận. Dân đại nhân. Cẩn thận đấy. Từ từ thôi. Mọi người đừng hoang mang. Cứ kiên nhẫn chờ đại phu khám chữa. Sau khi xác nhận là không bị bệnh thì hãy về nhà. Nếu không về nhà rồi lây nhiễm lẫn nhau thì một người mắc bệnh cả nhà sẽ chịu khổ. Chắc chắn mọi người cũng không muốn gây hại cho người nhà mà đúng không? Cũng xin những người dân tạm thời chưa có triệu chứng bệnh thông báo với hàng xóm là Phủ Khải Phong đang điều tra nghiêm ngặt nguyên nhân gây bệnh. Chỉ cần là người mắc bệnh thì đều phải đưa tới y quán Ôn Cô để tránh lây nhiễm lẫn nhau. Nhan, mấy hôm nay Quynh bị cảm lạnh, cơ thể yếu ớt. Sao Quynh còn tới đây? Sức khỏe sao rồi? Ta không sao. Ta đỡ nhiều rồi. Cha nuôi, có thể khống chế tình hình bệnh trước mắt được không ạ? Trước mắt thì không thể khống chế được, cũng không biết nguồn bệnh ở đâu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những người dân này chịu khổ. Con à, Triển đại nhân, liệu chuyện này có liên quan đến u tộc hay không? Chắc chắn là như vậy. Chứng bệnh này bùng lên sau khi u tộc xâm phạm thành Khải Phong. Nếu Đoan Mộc môn chủ ở đây thì tốt rồi. Nhan Nhan, mấy hôm nay đều không thấy Đoan Mộc môn chủ đâu cả. Quynh có biết cô ấy đi đâu rồi không? Nhan Nhan, Quynh sao vậy? Không sao chứ. Ta không sao. Chỉ là hôm qua ta ngủ hơi muộn thôi. Sau này chuyện của thành Khải Phong chúng ta không cần phiền tới Thượng Tiên Bồng Lai nữa. Nhan Nhan, Thượng Tiên Bồng Lai không đáng tin cậy, không thể trông chờ vào họ được. Từ nay về sau, thành Khải Phong chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi. Hiểu rồi ạ. Giải tán đi. Tranh Bồng Lai bị quỷ. Thế gian không còn pháp bảo nào để phong ấn u tộc. Thay đổi tình trạng hỗn loạn nữa rồi. Mà nay u độc hoành hành ở nhân gian, người dân cực khổ vô cùng. Tất cả mọi thứ đều không phải là kết quả ta mong muốn. Nếu có thể quay về quá khứ, có phải mọi chuyện có thể bắt đầu lại không? Đoan Mộc, cho dù có hy sinh nhiều người hơn nữa thì ta cũng phải cứu muội. Dương Thượng, chúng ta đã hấp thu được đủ sức sống rồi. Chắc là sẽ cứu được Đoan Mộc môn chủ nhanh thôi. Tốt, tốt lắm. Dù có thế nào, ta đều cam lòng đi theo ngài mãi. Ta sẽ làm tốt tất cả mọi chuyện để ngài không cần phải lo âu về sau. Chuyện đến nước này, Bồng Lai sẽ không tha cho ta. Thành Khải Phong là nước cờ cuối cùng của chúng ta. Cho cô trận pháp phong ấn thành. Dương Thượng, nếu ta chết ở thành Khải Phong thì ngài sẽ buồn gì ta chứ? Cô cần gì phải hỏi thừa. Đi mau. Để chúng ta ra ngoài. Ta muốn ra ngoài. Ôn Cô, chỉ cần là quyết định của ngài thì cho dù là làm gì ta cũng sẽ giúp ngài.